Hi, hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và cũng khá là lâu rồi mình không gặp lại mọi người, mình rất là buồn lắm mọi người ơi. Thì thật ra hôm nay mình lên mình thăm con vợ nhỏ mình nè mọi người. Cũng đã lâu rồi mình không có ôm con vợ nhỏ mình chạy. Từ cái lúc mà mình bị da màng lái tới giờ là khoảng là nửa tháng rồi mọi người. Không ôm vợ nhỏ chạy nhớ quá, bây giờ mình lên mình thăm mọi người ơi. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại xưởng mình. Ở mình mới lên tới thất thì luôn, nhớ quá bây giờ phải chạy lên thăm. Nhưng mà thật sự ra nó hơi buồn lắm mọi người ơi. Buồn thiệt tình luôn, là Công Kỷ đổ đường lên đây gặp em ấy để ôm em ấy một chút xíu. Thật sự ra không gặp được mọi người ơi. Chỉ gặp được có hai con này thôi. Buồn quá. Thôi bây giờ không gặp được vợ nhỏ thì mình quay đỡ hai con này cho mọi người xem đi. Đó, hai con đậu sau lưng mình nè. Đó. Thì nói chung á thì cái clip này là cái clip đầu tiên trên cái kênh mới của mình nha mọi người. Thì cái kênh cũ của mình thì đã mất rồi. Mình rất là buồn luôn, nhưng mà thôi kệ, của đi thay người mà. Bây giờ mình làm lại từ đầu, mình sẽ mạnh mẽ hơn. Có nhiều ý tưởng hay hơn. Và mình làm trên một cái kênh mới này, thật sự nó là sẽ đem đến cho mọi người nhiều cái nó hay hơn nha mọi người. Mọi người hãy chia sẻ cho mình để nhiều bạn biết, và đăng ký kênh mới ủng hộ mình nha mọi người. Đây là cái clip đầu tiên mình đăng trên cái kênh mới của mình nha, Bác Tài Vlog nha, kênh mới nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ quay sơ hai cái em này cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, đây là hai em 69B00465. 69B00465. Đây là một cái con xe giường. Xe giường, xe này là 45 giường nha mọi người. Xe của công ty mình, xe này là 45 giường, xe này là máy qua chai nha. Mọi người thấy cái đít này máy có đẹp không? Tại vì hai em đậu sát quá cho nên mình không có review được. Bây giờ mình nhìn đỡ đi, mình nhìn cho đỡ nhớ đi mọi người. Thật sự là mình rất là nhớ luôn mọi người ơi. Đây là cái con 69B00669. Cái con này là cái con xe phòng VIP limousine, xe phòng nha mọi người. Đây, chữ giáp diệp đây. 0852749749, cái số này là cái số điện thoại đặt vé nè. Xe này là chạy tuyến bến xe Nam Căn, bến xe Cà Mau và bến xe miền Tây. Mọi người nhìn thấy cái đít xe phòng có đẹp không? Bây giờ mình sẽ đi qua bên hông, mình quay sơ bên hông đi. Ở trong này nó hơi tối quá mọi người ơi, cho nên mình không có quay bên hông được. Hiện tại bây giờ là xe mình có mười mấy chiếc, mà đã chạy hết mười mấy chiếc rồi mọi người. Cho nên là hiện tại bây giờ còn đậu hai cái con này ở đây. Mình quay đỡ cho mọi người xem hai cái con này đi. Rất là đẹp. Hiện tại bây giờ thì đây là cái tổng quan cái xưởng của công ty mình. Khá là lớn luôn mọi người. Phía bên đây là có một chiếc xe buýt. Xe buýt này thì chắc có lẽ là bỏ rồi mọi người ơi. Xe buýt này bỏ rồi, hình như nó quá cũ rồi, nó không còn giá trị sử dụng nữa. Hiện tại bây giờ công ty mình đậu ở đây rất là lâu rồi. Ở đây thì có một chiếc 16 chỗ nè. Ở đây thì có một chiếc 16 chỗ nè mọi người, để mình review sơ cái chiếc 16 chỗ cho mọi người xem nha. Quay sơ thôi. Chiếc 16 chỗ khá là đẹp, chuồng chuyển nha. Ở trong này thì cũng có một chiếc Coyote 29 chỗ nè. Coyote này xe buýt nha mọi người. Khá là đẹp luôn. Xe buýt cái nước cái đôi giàm. Ok, để bây giờ mình sẽ lên chiếc xe phòng mình cho mọi người tham quan cái chiếc xe phòng nha. Cái đầu xe của em ấy nè. 69B00465. Đó, khá là đẹp. Đây là chiếc xe phòng. Đây là chiếc xe phòng nha. Bây giờ mình sẽ lên xe thôi. Lên xe đi. Lên xe mình review sơ cái cabin cho mọi người xem đi. Cho đỡ nhớ nghề mọi người ơi. Đây
Wow, mở đèn lên cho sáng sáng mình review đi. Mình review cái đi. Sáng sáng mở đèn lên. Mở đèn cabin lên. Đó. Đây là cái cabin một chiếc xe phòng này mọi người. Wow, cái gò lăng nè, nhớ nghề quá trời luôn rồi. Mình ôm cái gò lăng này mình nhớ con vợ nhỏ mình quá trời luôn rồi. Đây là cái đồng hồ tắp lô nè. Đó. Đồng hồ tắp lô nè, cái đèn có đẹp không mọi người? Đó, màn hình tivi đây. Để mình quay sơ cái xe phòng bên công ty mình cho mọi người xem nha. Đó, đây. 20 phòng nha mọi người. Tầng trên, tầng dưới. Đó, đây là cái đèn trần nó khá là đẹp luôn nè. Đó, 20 phòng nha. Rồi, ok. Rồi, mọi người ơi, có lẽ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Đây là cái clip đầu tiên mình quay trên kênh mới. Mọi người hãy chia sẻ giúp mình nha. Chia sẻ thật là mạnh để nhiều bạn biết, cũng có nhiều người chưa biết đó mọi người. Chia sẻ giúp mình nha, để nhiều người đăng ký kênh mới này và mình sẽ phát triển kênh mới này trong khi nào mình chạy xe lại nha. Đó, ok mọi người. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.